mua chuột của Microsoft, không dây giá lại còn rẻ á. Mua ngay em Microsoft Mobile Mouse 1850 anh em nhá. Trong hộp này sẽ có một chiếc chuột, một chiếc receiver nhỏ nhỏ nằm ở đây, và ta còn được tặng kèm một cục pin 2A nữa anh em nhá. Và nếu anh em mua em này sẽ có tổng cộng là 5 lựa chọn màu, thoải mái luôn. Em này có dáng đối xứng, hợp với cả hai tay bởi vì chẳng nút hông gì cả. Nếu lắp pin vào thì sẽ rơi vào khoảng tầm 90g. Và trên này đây sẽ có tổng cộng là 1, 2, 3 nút anh em nhá. Dưới sẽ có hai phít chuột dài ở trên và ở dưới. Bên dưới này chúng ta sẽ có nút tắt bật rất ok hợp lý. Mắt đọc đây thì là mắt đọc văn phòng thôi, thế nên là không chơi game được đâu nhá. Trong này đây sẽ là khu vực để anh em có thể cắn pin vào và để receiver vào. Và như anh em thấy đấy, em này sẽ sử dụng receiver 2.4GHz. Nếu mà nói về cầm nắm thì hai nút bấm trước có hành trình hơi ngắn một chút, khá tricky, nhưng mà mỗi tội là hơi bị lỏng lẻo một tẹo. Còn lăn thì làm bằng đều phủ cao su, thế là lăn sờ cũng khá là thích thú đấy. Trải nghiệm cầm em này thì phù hợp với cả tay tầm trung hoặc tay tầm nhỏ thôi, có thể claw grip, fingertip. Em mua ngay em chỗ này nhá.